Xin chào các em. Trước khi bước vào bài học mới, thì cô cùng các em sẽ làm hai cái bài tập nhỏ sau đây. Bài tập thứ nhất, đây chính là cái bài tập ở cái bài số 5, là hai cặp tính trạng của men đen. Thì người ta cho P thuần chủng là vàng trơn lai với sinh nhăn. F1 thu được 100% vàng trơn. Thì dựa vào cái F1 này, chúng ta có thể nói đó là vàng là trội so với xanh và trơn là trội so với nhăn. Đem F1 này lai phân tích là vàng trơn lai với xanh nhăn thì ở FB thu được một vàng trơn, một vàng nhăn, một xanh trơn và một xanh nhăn. Ở bài tập thứ hai, người ta cho ruồi giấm thân xám cánh dài lai với thân đen cánh cụt. F1 thu được 100% xám dài. Thì chúng ta nhận xét là xám sẽ là trội so với đen và dài là sẽ trội so với cụt. Đem F1 lai phân tích giống như là bài tập số 1 là xám dài lai với đen cụt. Nhân cái tỷ lệ ở FB thu được là một xám dài và một đen cụt. Tại sao ở bài tập 2 chỉ cho ra hai loại kiểu hình mà không giống như là bốn loại kiểu hình giống như là bài tập 1? Thì hôm nay cô sẽ giúp các em khám phá thêm một cái quy luật mới, đó chính là di truyền liên kết thông qua bài 13. Bài này các em lần lượt sẽ tìm hiểu các cái nội dung sau. Phần thứ nhất đó chính là thí nghiệm của một gan và phần thứ hai đó chính là ý nghĩa của di truyền liên kết. Để giới thiệu sơ lược về người đã tạo ra cái quy luật này, đó chính là một gan. Nếu như Mendel được coi là cha đẻ của ngành di truyền học cổ điển, thì một gan được coi là cha đẻ của ngành di truyền học hiện đại. Với những đóng góp to lớn trong việc tìm ra các cái yếu tố di truyền, thì ông đã tạo ra một cái kỷ nguyên mới trong cái ngành di truyền học, xây dựng nên cái thuyết di truyền nhiễm sắc thể và đề ra cái khái niệm về gen. Năm 1909, thì một gan quyết định chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu vì ông thấy ở ruồi giấm là loài dễ nuôi, sinh sản nhanh, dễ phân biệt được ruồi đực và ruồi cái, và ông là người đầu tiên sử dụng ruồi giấm trong nghiên cứu di truyền. Ông đã đạt giải thưởng Nobel năm 1933. Ông làm chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Hoa Kỳ từ năm 1927 đến năm 1931, là viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô năm 1932 và ông là người đề xuất học thuyết di truyền nhiễm sắc thể năm 1910 đến năm 1922. Việc đầu tiên mà các nhà khoa học nào cũng phải làm đó chính là xác định cho mình đối tượng nghiên cứu. Thì như phần nãy cô đã nói, một gan sử dụng đối tượng nghiên cứu đó chính là ruồi giấm. Vì sao ông lại sử dụng ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu của mình? Thì ruồi giấm nó sẽ có những cái ưu điểm sau đây. Cái thứ nhất là về vòng đời của ruồi giấm. Từ cái giai đoạn mà con trưởng thành cho đến cái giai đoạn trứng, nó phát triển thành giòi và thành cán, sau đó nó quay trở lại con trưởng thành, thì cái chu trình sống của nó chỉ diễn ra trong khoảng là từ 10 cho đến 14 ngày, rất là ngắn. Cái thứ hai đó là nó dễ nuôi trong ống nghiệm, và cái thứ ba đó chính là con ruồi này sinh sản rất là nhiều. Ruồi giấm này nó có nhiều biến dị, do đó chúng ta sẽ dễ quan sát. Và một cái đặc điểm nữa đó là số lượng nhiễm sắc thể của nó rất là ít, là 2N bằng 8. Chỉ có 8 cái nhiễm sắc thể thôi và nó có 4 cặp nhiễm sắc thể nên là rất là dễ dàng cho cái việc quan sát của chúng ta. Để biết được di truyền liên kết là gì thì chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm của một gan. Ông tiến hành thí nghiệm như sau. Ông cho B thuần chủng thân xám cánh dài
lai với thân đen cánh cụt. F1 thu được 100% thân xám cánh dài. Tiếp tục, ông sẽ chọn cái con đực có cái kiểu hình là thân xám cánh dài, đem lai phân tích. Thì cô nhắc lại cái khái niệm về lai phân tích. Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang kiểu hình trội chưa xác định được kiểu gen. Cái kiểu hình trội chưa xác định được kiểu gen ở đây chính là thân xám cánh dài. Lai với lại kiểu hình lặng là thân đen cánh cụt. Và sau đó dựa vào kết quả của phép lai này, ông mới xác định được là cái thân xám cánh dài có kiểu gen là gì. Và kết quả của phép lai phân tích là ông thu được một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cụt. Các em hãy ghi nhận phần này vào trong tập. Các em thấy rằng cũng là phép lai hai cặp tính trạng. Rồi sau đó là sẽ lấy F1 đem cho lai phân tích với cơ thể có kiểu gen đồng hợp lặng. Mà kết quả của phép lai phân tích này á, cho ra tỷ lệ là 1:1, có nghĩa là một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cụt. Cái kết quả này thì nó sẽ khác với cái kết quả của phép lai phân tích của Mendel đúng không? Tại vì cái bài tập 1 Mendel cho ra tỷ lệ là bao nhiêu? 1:1:1:1. Vậy thì tại sao nó lại có sự khác nhau đó? Chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ. Giải thích kết quả thí nghiệm. Kiểu hình thân đen cánh cụt, nó là kiểu hình lặng, do đó nó chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất. Tương tự, xanh nhăn nó cũng cho ra một loại giao tử duy nhất. Nhưng mà các em quan sát ở FP, một vàng trơn, một vàng nhăn, một xanh trơn, một xanh nhăn. Cái tổ hợp của nó là 4. Vậy thì muốn cho ra 4 tổ hợp ở FP thì cái cá thể vàng trơn này nó phải cho ra mấy loại giao tử? Chúng ta đã học rồi. Nó sẽ cho ra 4 loại giao tử. Tương tự ở bên này, một xám dài, một đen cụt là 2 tổ hợp. Vậy thì xám dài ở phần trên nó cũng sẽ cho ra 2 loại giao tử. Các em quan sát cái sơ đồ sau. Thì cái thí nghiệm của Mendel á, ông giải thích là mỗi gen nó sẽ nằm trên một cái nhiễm sắc thể. Do đó các gen này nó sẽ phân ly độc lập và sau đó nó sẽ tổ hợp tự do tạo ra 4 loại giao tử. Đó chính là A lớn B lớn, A lớn B nhỏ, A nhỏ B lớn và A nhỏ B nhỏ. Còn đối với một gan á, thì ông giải thích là hai gen này nó sẽ nằm trên cùng một cái nhiễm sắc thể và nó sẽ cùng phân ly với nhau nên nó chỉ cho ra hai loại giao tử thôi. Đó chính là B lớn, V lớn và B nhỏ, V nhỏ. Vậy thì các em thấy là ở F1 chúng ta thu được 100% xám dài. Thì chúng ta cũng xác định được là xám sẽ trội hoàn toàn so với đen và dài sẽ trội hoàn toàn so với cục. Rồi chúng ta quy ước như sau. B lớn là thân xám, B nhỏ là thân đen, V lớn là cánh dài và V nhỏ là cánh cụt. Ông tiến hành cái phép lai như sau. Ở đời bố mẹ thì cặp bố mẹ thuần chủng có kiểu gen đó chính là B lớn, B lớn, V lớn, V lớn. Tuy nhiên, lúc nãy chúng ta đã có nói đó là tính trạng thân xám, cánh dài nó sẽ liên kết với nhau và nằm trên một cái nhiễm sắc thể, nên cô sẽ viết là B lớn, V lớn. Cái kiểu gen thuần chủng nên sẽ là B lớn, V lớn trên B lớn, V lớn. Để thể hiện nó nằm trên một cái nhiễm sắc thể, nên là ở giữa chúng ta sẽ có một cái dấu gạch ngang. Tương tự, đối với thân đen, cánh cụt sẽ là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Chúng ta cùng viết cái sơ đồ lai. B thuần chủng, thân xám cánh dài là B lớn, V lớn trên B lớn, V lớn. Lai với thân đen cánh cụt là B nhỏ, V nhỏ trên B nhỏ, V nhỏ. Giao tử
Vì B thuần chủng nên là chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất, đó chính là B lớn V lớn. Tương tự, B nhỏ V nhỏ trên B nhỏ V nhỏ chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất là B nhỏ V nhỏ. Các giao tử này nó sẽ kết hợp lại với nhau thông qua quá trình thụ tinh sẽ tạo ra B lớn V lớn trên B nhỏ V nhỏ. Các em chú ý là cái chữ lớn là các em sẽ ghi ở phía trên, còn cái chữ nhỏ là các em sẽ ghi ở phía dưới. Và vì trong cái kiểu gen này nó có sự xuất hiện của B lớn và V lớn nên kiểu hình của nó sẽ là xám dài. Sau đó đem cái F1 này đem lại phân tích là B lớn V lớn trên B nhỏ V nhỏ. Lai phân tích là sẽ lai với B nhỏ V nhỏ trên B nhỏ V nhỏ. Cái F1 của chúng ta nó đang dị hợp đúng không nào? Do đó nó sẽ cho ra hai loại giao tử. Đó chính là B lớn V lớn và B nhỏ V nhỏ. Còn đối với cái kiểu hình mà đen cục nó là thuần chủng kiểu hình lặng, do đó nó chỉ cho ra một loại giao tử duy nhất thôi. Đó là B nhỏ V nhỏ. Kết hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ thu được hai cái kiểu gen, đó chính là B lớn V lớn trên B nhỏ V nhỏ và B nhỏ V nhỏ trên B nhỏ V nhỏ. Kiểu hình là một xám dài và một đen cục. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Chúng ta cùng trả lời một số câu hỏi sau. Tại sao phép Lai rửa ruồi đực F1 với ruồi cái thân đen cánh cụt được gọi là phép Lai phân tích? Đây là phép Lai phân tích vì nó lai giữa cá thể mang kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặng. Một gan tiến hành phép Lai phân tích nhằm mục đích gì? Thì ông tiến hành cái phép Lai phân tích này nhằm mục đích là để xác định cái kiểu gen của ruồi đực F1. Hãy giải thích vì sao dựa vào cái tỷ lệ kiểu hình là 1:1 mà Mọc Gan lại cho rằng các kiểu gen quy định tính trạng màu sắc thân và dạng cánh nằm trên cùng một cái nhiễm sắc thể hay còn gọi là liên kết gen. Thì chúng ta dựa vào cái kết quả của Lai phân tích thì chúng ta thấy là có hai loại tổ hợp. Tỷ lệ kiểu hình là một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cụt. Mà cái ruồi cái thân đen cánh cụt trong quá trình Lai phân tích thì nó chỉ cho ra một loại giao tử thôi. Thì chúng ta suy ra được là cái ruồi đực F1 nó sẽ phải cho ra hai loại giao tử. Do đó các gen quy định cái tính trạng màu sắc thân và hình dạng cánh này á thì nó phải nằm trên một cái nhiễm sắc thể, nghĩa là chúng sẽ liên kết gen với nhau. Vậy thì từ đó các em hãy rút ra được cho cô khái niệm hiện tượng di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết là trường hợp các gen quy định nhóm tính trạng nằm trên một nhiễm sắc thể cùng phân ly về giao tử và cùng tổ hợp trong quá trình thụ tinh. Các em hãy ghi phần này vào trong tập. Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một nhiễm sắc thể và cùng phân ly trong quá trình phân bào. Vậy thì di truyền liên kết nó có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hóa? Chúng ta hãy nghiên cứu phần hai la mã. Ý nghĩa của di truyền liên kết. Cô cung cấp thêm cho các em một thông tin, đó là ở ruồi giấm thì bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm là 2N bằng 8. Nhưng mà trong tế bào nó lại có khoảng 4.000 gen. Vậy thì theo các em, sự phân bố của các gen trong nhiễm sắc thể này nó sẽ như thế nào? Thì một cái phép tính đơn giản đúng không? 4.000 gen mà có 8 nhiễm sắc thể. Như vậy thì mỗi cái nhiễm sắc thể nó phải chứa khoảng 500 gen. Rồi, trong tế bào á, thì mỗi nhiễm sắc thể nó mang nhiều gen như vậy. Thì nó sẽ có những cái gen nó liên kết lại với nhau, tạo thành các cái nhóm gen liên kết. Và nhóm gen liên kết này nó sẽ chính bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài. Đối với ruồi giấm thì bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 8. Vậy bộ nhiễm sắc thể đơn bội của nó là N bằng 4.
Do đó nó sẽ có bốn nhóm gen liên kết. Tương tự, ở người chúng ta có kiểu gen là 2N bằng 46 và con người có khoảng 33.000 gen. Vì vậy mà các em hãy tính cho cô là trên mỗi nhiễm sắc thể nó sẽ có bao nhiêu gen. Bây giờ chúng ta hãy thử so sánh cái kết quả phép Lai phân tích giữa quy luật di truyền liên kết của một gan với lại quy luật di truyền phân ly độc lập của Mendel. Cái phần này lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi nè. B lớn V lớn trên B nhỏ V nhỏ nó sẽ cho ra mấy loại giao tử? Hai loại giao tử đó chính là B lớn V lớn và B nhỏ V nhỏ. Và kiểu hình sẽ thu được hai kiểu hình, đó là một xám dài và một đen cục. Các em hãy so sánh về kiểu hình FB trong hai cái trường hợp di truyền liên kết với lại di truyền độc lập. Về số lượng thì di truyền độc lập sẽ cho ra 4 loại kiểu hình, còn di truyền liên kết chỉ cho ra 2 loại kiểu hình thôi. Cái số lượng của di truyền liên kết sẽ ít hơn so với di truyền độc lập. Về biến dị tổ hợp thì di truyền độc lập sẽ cho chúng ta được hai cái biến dị tổ hợp, đó chính là vàng nhăn và xanh trơn, không có ở bố mẹ. Còn đối với di truyền liên kết thì nó sẽ không xuất hiện các cái biến dị tổ hợp. Về ý nghĩa của di truyền liên kết thì các em thấy là trong tế bào á, thì mỗi nhiễm sắc thể nó sẽ mang nhiều gen tạo thành nhóm gen liên kết và nó sẽ hạn chế cái biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững của từng cái nhóm gen quý. Trong chọn giống thì có thể chọn những cái tính trạng tốt, nó sẽ luôn luôn được đi kèm với nhau. Chúng ta củng cố cái phần bài học của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là bài 13, di truyền liên kết. Thì đầu tiên các em phải biết được ai là người nghiên cứu ra cái di truyền liên kết này. Người đó chính là một gan, được gọi là cha đẻ của ngành di truyền học hiện đại. Về cái thí nghiệm thì đầu tiên là đối tượng, đó chính là ruồi giấm. Vì nó sẽ có những cái ưu điểm như là dễ nuôi, đẻ nhiều, vòng đời ngắn và cái số lượng nhiễm sắc thể của nó ít, dễ quan sát được biến dị. Về thí nghiệm, các em nhớ là một gan đã cho lai ruồi giấm thân xám cánh dài và thân đen cánh cục. Ở F1 thu được 100% thân xám cánh dài. Sau đó ông cho lai phân tích của con ruồi đực F1 và con ruồi cái thân đen cánh cục, thì kết quả thu được là một thân xám cánh dài và một thân đen cánh cục. Về cái phần giải thích thì một gan giải thích là các cái tính trạng thân xám cánh dài và thân đen cánh cục nó nằm trên một cái nhiễm sắc thể và nó sẽ di truyền cùng với nhau. Ngoài ra các cái gen này nó sẽ quy định các cái tính trạng nằm trên một nhiễm sắc thể và di truyền cùng nhau. Ý nghĩa của di truyền liên kết đó là đảm bảo được cái sự di truyền bền vững của các cái tính trạng và nó bổ sung cho cái quy luật phân ly độc lập của Mendel. Và mỗi nhiễm sắc thể nó sẽ mang rất là nhiều gen để tạo thành nhóm gen liên kết, nó có ý nghĩa cho chọn giống. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.